Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công hoàn thành vào dịp 30 tháng 4 năm 2025. Hiện các kỹ sư và công nhân miệt mài làm việc bám trụ tại các hạng mục của từng mũi thi công dự án ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là dự án được đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, phục vụ khách nội địa quy mô lớn nhất nước với 20 triệu người, nâng tổng công suất khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách mỗi năm, cùng với hai ga T1 và T2 hiện hữu. Ban quản lý dự án xây dựng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất cho biết, liên danh nhà thầu huy động hơn 400 đầu xe, thiết bị và gần 2.000 kỹ sư, công nhân triển khai đồng loạt các hạng mục nhằm đảm bảo kế hoạch. Hiện khu vực nhà ga hành khách đã hoàn thành hơn 95% tổng khối lượng phần thô, các nhà thầu đang tăng tốc thi công lắp đặt hệ thống cơ điện, hoàn thiện kiến trúc tầng 1 và tầng 2. Trên công trường, các loại cẩu từ 100 đến 300 tấn đã bắt đầu được lắp dựng phục vụ chuyển vật tư thi công kết cấu thép. Khu vực nhà để xe hiện đã hoàn thành 85% khối lượng xây dựng phần thô. Cầu tầng dẫn vào nhà ga và sân đỗ máy bay cũng đạt hơn 80% khối lượng. Nhằm rút ngắn tiến độ, mới đây, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, chủ đầu tư dự án và các nhà thầu tiếp tục ký giao ước phát động thi đua đợt 2, 120 ngày đêm quyết tâm hoàn thành kết cấu thép mái chính nhà ga và nhà để xe cao tầng đúng dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Từ đó, phấn đấu hoàn thành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp 30 tháng 4 năm 2025, vượt 2 tháng so với kế hoạch.